Sáng ngày 9 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. Sự việc đã kéo dài 3 ngày từ khi hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà. Theo đó, ngay khi hai phạm nhân bỏ trốn, lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt nhận định hai phạm nhân này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc nên khoanh vùng huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng. Đến 1 giờ 45 rạng sáng nay 9 tháng 12, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ Thành và Hoàng khi đang lẩn trốn tại một địa điểm ở địa bàn xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngay khi nhận được thông tin hai phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ tại cơ sở số 2 của trại giam Xuân Hà, Bộ Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng, Bộ Công an để truy bắt. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Ngoài ra, lực lượng phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng huy động 4 chó nghiệp vụ đến các địa điểm nghi có phạm nhân ẩn náu để cùng tham gia truy tìm. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6 tháng 12, lợi dụng sơ hở, hai phạm nhân Phan Công Thành, 36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà và Nguyễn Đắc Hoàng, 39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Khi trốn, các phạm nhân mặc áo màu đen đi ủng. Phạm nhân Thành thụ án 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng. Còn phạm nhân Hoàng thụ án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã chấp hành án được 6 năm 6 tháng tù. Nếu thấy thông tin nào là hữu ích, xin bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo về video mới nhất.